từ mình đóng cửa đã, hơi ẩm. Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một số đôi boots mà có thể là anh em sẽ khá là hiếm mà thấy ở trên đường. Hầu như là những người chơi cái dòng boots này là ít ấy, và những cái dòng boots này nó còn hiếm hơn nữa cơ. Vậy thì đấy là những cái đôi giày nào thì chúng ta hãy cùng xem thử nhé. Rồi. Đây, đây chị em nó, một đôi Banana Strap Boots Nubuck. Phải cho vào trong hộp để cho nó chống ẩm. Đây chính là ngoại hình của đôi Banana Strap Boots. Một triệu cái đôi giày, nếu mà anh em mà đã chơi boots, và đặc biệt là những cái dòng boots kiểu nó hơi có cái phong cách nó hơi kiểu nó hơi slick một tí ấy, đã từng thấy cái đôi giày này trên mạng. Chứ còn nếu mà thấy ở ngoài thì mình nghĩ cũng hiếm nha. Thường là kiểu đi boots em thấy nó ít người đi rồi mà. Bản thân mình bán boots mà mình cũng khá là, hình như là cũng chưa thấy ai đi đôi này, trừ những khách hàng của mình thì mình thấy rồi. Chứ còn để mà đi những cái đôi giày này thì khá là hiếm ấy, cực kỳ hiếm nha. Đôi giày này nguyên bản nó thì sẽ làm theo cái form của một thương hiệu thời trang của bên Los Angeles, đó chính là Amiri. Là nó làm theo cái form đấy thôi. Thực ra nó không hề giống hoàn toàn với cái đôi giày đấy. Nó có thể coi như một cái đôi giày clone đi. Và nó giống như là đồ của Zara ấy. Đấy. Nó clone các brand khác và nó cũng có một số cái nét riêng. Nói chung là nó thỏa mãn đam mê cho những anh em mà kiểu tiền không đến 20, 30 củ. Và chất lượng vẫn ok nhé, không phải là đồ chất lượng kém đâu. Cùng đi qua vào ngoại hình của đôi giày nhé. Nổi bật đầu tiên đó chính là cái màu da nubuck, tô bắc cổ của nó. Hơi vàng, hơi cam, hơi nâu kết hợp lại. Một cái màu tương đối là sáng và sang. Phải nói là sáng và sang. Và cũng rất là mong manh. Anh em đi hãy cẩn thận. Cái lớp da rất là mềm mịn. Đấy. Chúng ta có thể vuốt này này. Nó có thể đổi màu. Nếu mà chúng ta trải theo một bên thì thành một cái màu khác, trải qua bên này thì lại thành một cái màu khác. Thế đặc điểm rằng da nubuck. Tiếp theo chúng ta có thể để ý là nó có hai cái sợi dây xích banana, là cái khăn tuban, khăn banana ấy. Đấy, nó là những cái khăn có cái họa tiết như này này. Và nó chính là hai cái strap của giày. Bởi vì đây là một cái dòng giày, nó gọi là dòng giày strap boot, tức là dòng giày có đai thì nó sẽ cài bằng đai. Nó không dùng chun, nó cũng không dùng khóa kéo, mà nó dùng hai cái đai để gọi là cài đôi giày vào. Chúng ta muốn đi nhé thì chúng ta tháo hai cái đai ra. Đó, tháo đai ra, mở cái rộng cổ ra và nhét chân vào. Cái đai ở dưới cũng tháo được luôn. Ở dưới của nó thì sẽ có một cái sợi xích như này này. Đấy, cái xích này cũng có thể tháo ra được để anh em nhét chân vào. Xong chúng ta sẽ cài nó vào như này này. Nó có hai cái nấc cài. Mọi người hãy để ý có một cái nấc trên, một cái nấc dưới, thì tùy vào cái độ gọi là gồ của mu bàn chân của mọi người thì mọi người thích cài nó lỏng lỏng hoặc là cài nó thật chặt. Đế thì vẫn là đế phíp gỗ cao su, ở bên trong có cốt kim loại, cao khoảng tầm 4 phân hơn một chút. Ở trong này thì có thêm một cái lót khoảng tầm 0,7 phân, cũng là bằng lót da để thấm hút mồ hôi tốt. Bên trong là lót da heo, cái sợi chỉ nó là khâu rất là ok, mọi người không sợ bị bung đế đâu. Dưới thì có logo này, logo nhũ vàng kèm size. Đây là đường chỉ của nó này, khá là to bản và chắc chắn, đi sẽ không bị bong và không bị gọi là bất thình lình là rơi bố cái gót ra mất. Đấy, phần này thì nó là cái phần cao su để đi cho nó êm anh em ạ. Rồi, vân cũng rất là đẹp. Đại khái tất cả những cái chi tiết đường nét của nó ấy, đều được cắt xẻ rất là ok, chỉnh chu. Những cái sản phẩm này thì hầu như là sẽ không có bị lỗi đâu. Sản phẩm nào mà gọi là xuất ra thì nó cũng đều đạt một cái chất lượng nhất định. Thế nên là ít khi anh em phải kiểm tra lắm, ít khi mình phải kiểm tra. Thỉnh thoảng mình kiểm tra lại thôi, chứ còn để kiểu giao khách nhá, thì mình nhập về Pháp mình có thể giao luôn. Mình ít khi mình phải kiểm tra đi kiểm tra lại lắm. Bởi vì sản phẩm nào nó hoàn thiện rất là tốt rồi. Đấy. Cái mắt xích của nó, mắt xích Cuban, nó sẽ khá là khít, nó bóng, nó khít. Một số cái dòng xích mà nó kiểu hơi rẻ tiền thì mọi người sẽ thấy cái mắt xích nó rất là to, rất là thô. Cái khoảng cách giữa các mắt ấy, nhìn nó rất là nhiều. Còn những cái xích mà nó đẹp và kiểu nó cao cấp ấy, thì nó phải dày bản như này này. Cái sợi xích này thì mình cảm giác là nó cũng sẽ rất là lâu để dỉ. Khéo là mọi người đi cũng không dỉ được đâu. Mình có một đôi giày mình đi cũng từ năm 2015 đến 2018, không hề bị dỉ một chút nào. Mặc dù cũng đi mưa, cũng đi nắng thứ. Đấy là những cái đặc điểm rất là khác biệt của những cái đôi giày cao cấp. Đó chính là những cái chi tiết nó rất là ít bị han dỉ. Đi thì mọi người sẽ tháo ra và mọi người cài nó vào. Thì
thì cài cái này nó sẽ theo hình dấu X nhé. Dây trên thì sẽ cài xuống dưới, còn dây dưới thì bắt đầu cài lên trên, nó sẽ tạo thành một cái hình dấu X như này này. Và đặc điểm của nó rất là thú vị là nó có thể điều khiển được cái độ rộng của chân như này này. Anh em thích thì anh bóp đến khi nào mà cảm giác là nó vừa thì thôi ấy. Còn nếu chân anh em mà to quá thì anh em sẽ để nó rộng ra một chút. Tức là cái đặc điểm khá là hay của cái đôi giày này là mọi người có thể điều khiển được cái độ rộng và độ chật của cổ chân tùy theo cái kiểu cổ chân của anh em là to hay bé, nó rất là linh hoạt. Nên là mình rất là thích cái đôi giày này ở cái đặc điểm đấy. Ngoài ra thì chắc chắn là nó cũng mang cái vibe rất là street style rồi. Thì anh em chơi với những cái đồ như kiểu đồ denim, đồ nâu bò, cái form dáng của nó cũng khá là cổ điển, nhưng mà kết hợp với những cái họa tiết nó lại rất là cá tính, rất là mang tính thời đại, rất là tươi trẻ, rất là nổi loạn. Và cái màu nâu này sẽ là cái màu gọi là Osaka nhất, để anh em chơi với những cái phong cách hip hop nó rất là street, nó rất là hiện đại đấy. Và nói chung là cũng ít đụng hàng đi, hầu như mọi người sẽ khá là ít thấy những cái đôi giày này ngoài đường, thậm chí là không bao giờ thấy luôn đấy. Nên là đảm bảo là anh em chơi những con hàng này thì anh em là những người nổi bật nhất rồi nhá, sẽ là tâm điểm của mọi người đấy. Có một số hãng khác người ta cũng làm những cái sản phẩm kiểu này, nhưng mà họ làm không tới, hoặc là cái độ hoàn thiện nó cũng rất là trông nó buồn cười ấy. Nên là đi lên chân trông nó hề đó. Anh em hãy chọn những cái sản phẩm mà nó chất lượng một chút. Cái dòng này ấy, thì anh em cứ xác định nó sẽ khoảng tầm 2 củ, không nên nói quá rẻ, không nên nói quá đắt, tầm 2 củ. Còn nếu mà những cái dòng mà dưới 1 củ hoặc là rẻ hơn đi nữa thì mình nghĩ là cái chất lượng nó sẽ không thể ok được. Cái kiểu dáng này, cái chất liệu da này, cái độ hoàn thiện của nó, nói chung là tất cả những chi tiết nó sẽ hơi rẻ tiền một chút. Nó trông nó hơi chợ một tí. Anh em nhìn lên anh em có thể phân biệt được ngay là những cái đôi giày nào là những đôi giày chất lượng, và những cái đôi giày nào những cái đôi giày nó không chất lượng cho lắm. Đấy. Tức là nhìn nó buồn cười ấy. Thà mình đi những đôi giày basic nó cũng rất là đẹp mà. Nếu mà chưa đủ tiền thì hãy mua những đôi basic thôi. Những cái đôi basic kiểu như là đen trơn hoặc là nâu trơn, Chelsea boot đã cũng ok mà. Không nhất thiết phải cố ăn theo cái form này nhưng mà chất lượng kém, bởi vì nó rất là nhiều chi tiết, mà những cái chi tiết mà làm không tới ấy, thì nó trông không ổn một tí nào nhỉ. Này đi là khá lâu anh nhỉ. Nó có một cái nhược điểm là nó sẽ hơi nhiều họa tiết lằng ngoằng. Đấy là nếu mình chưa quen, còn nếu mà em kiểu thao tác kiểu quen ấy, thì nó cũng không đến nỗi là quá lâu. Tất nhiên nó sẽ lâu hơn giày bình thường, nhưng mà nó không nỗi nó lâu quá. Nếu mà mình đi quen. Em thích cái gì nhất ở con hàng này? Mình thích chắc là cái dây đúng không? Đai ạ. Ờ, cái đai nổi bật nhất nhỉ. Cả xích á. Xích này khác với mấy đôi nét bình thường em đi rất rẻ đấy. Ừ. Thì nó xích nó không được như này được. Mấy con đấy kiểu xích nó mắt nó to hơn đúng không? Bây giờ nó thưa hơn. Vâng, kiểu bé nó kiểu xích nó kiểu như kiểu cái vòng nhôm ấy nhỉ. Nó, ừ. Nó nhỏ nhẹ lắm. Được kiểu chắc chắn như xích này. Tức là nói chung là đi rồi thì sẽ biết là nó khác nhau đúng không? Vâng. Đấy. Ngoài màu nâu tobacco thì một cái tông màu cũng rất là basic và classic, đó chính là tông đen. Đen CC đây. Tông màu đen sẽ là cái tông cũng khá là dễ để phối đồ. Nếu anh em thấy màu này hơi nổi một tí và anh em muốn tìm một cái sự gì đó trầm lặng hơn một chút thì sẽ là cái màu đen này này. Màu đen này thì bản chất nó cũng sẽ nổi, nhưng mà nó nổi kiểu hơi âm thầm một tí đúng không? Thường là màu đen bao giờ cũng là mang cái tính chất là huyền bí và kiểu bí ẩn ấy. Này, nó rất là sâu, nó rất là thăm thẳm. Mình để đây ấy, có ánh sáng chiếu vào thì mọi người thấy gọi là nó sẽ hơi loang loang một tí. Nhưng nếu mà nhìn ở ngoài thật sự nhé, đây mọi người thấy ấy, mình để lên áo màu đen xì của mình thì nó chìm hẳn vào luôn ấy, nó đen hun hút luôn ấy, bởi vì nó không bị phản xạ ánh sáng. Những cái màu này thì nó sẽ an toàn hơn một chút với những người mà chưa có nhiều quần áo, họ chỉ có đồ basic, họ đang dần dần update lên những cái đồ nó kiểu nó hơi gọi là mang tính gọi là màu mè hơn một chút ấy, thì mình nghĩ là có thể chơi những cái sản phẩm như thế này. Đấy, tùy theo gu sở thích màu của anh em thôi. Anh em cảm giác là mình chưa đủ sạch lắm để giữ những cái đôi màu này. Đấy, thì anh em chơi màu này. Còn anh em gọi là phong trần, thích là kiểu nó bẩn bẩn một chút. Bởi vì có rất nhiều style nó gọi là kiểu nó phải hơi bẩn bẩn một tí ấy, thì nó mới đẹp. Đấy, có thể điển hình kể đến một số cái đôi như là của YSL như này này. Đấy, hoặc là của Balenciaga. Đa phần là cái style của nó đã là kiểu hơi bẩn bẩn ấy. Hơi kiểu bố nhếch ấy, mình không biết phải mô tả nào. Đấy, đại khái là họ thích những cái kiểu như thế. Thì những cái đôi này này, nó sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn. Còn với những fan hâm mộ của dòng da thường thì sao? Với họ thì da thường vẫn là chân ái.
Thế thì chúng ta vẫn có những phiên bản da bình thường. À, da bình thường ở đây thì gọi là da bò top grain. Đó, nó sẽ là cái dòng da bóng, không phải da lộn. Đấy nhá, da bóng nào da lộn thì anh em cũng phân biệt rồi đúng không? Da bóng thì kiểu gì nó cũng sẽ phản xạ ánh sáng, nó cũng bóng bẩy, nó cũng slick, nó cũng rất là ăn chơi. Đó, cái dây của nó thì sẽ tối màu hơn một chút so với những cái dòng da lộn. Anh em thấy không? Đây là cái dòng dây của nó là được nhuộm đen hơn một chút để nó đồng màu hơn. Bởi vì nếu mà cái dòng dây này mà làm cái dây mà trắng bệch như này trông nó khá là kiểu nó bị phá, nó bị phá đi cái tổng thể ấy. Thì người ta làm cái dây nó kiểu nó chìm hơn một chút thì để cái đôi giày nó trông nó minimal hơn một tí. Các chi tiết thì cũng rất là giống nhau thôi. Mũi Amon đế cao 4 phân, cổ ôm có thể điều chỉnh, có hai cái đai ở đây, có thêm một cái giọng xích đi ngang qua ở dưới. Thì giả sử anh em mà không thích gọi là hai xích nhé, anh em thích nó kiểu nó tối giản thôi, thì mọi người hoàn toàn để tháo bớt ra một cái xích như này này, không cần phải dùng cả hai, bởi vì hoàn toàn chúng ta thể đi một cái đôi xích thôi, tại vì cái xích này đều có thể tháo được nhé. Tháo được hết nha. Úi xòi ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ cần một cái dây banana và một sợi xích thì trông sẽ kiểu tối giản hơn tương đối nhé. Đây, muốn để làm như này cũng khá là hay. Anh em thích kiểu nào hơn? Một dây hay hai dây? Một dây hay hai dây? Muốn để tháo bớt ra để cho nó tối giản, hoặc để hai cái để trông nó thật là ngầu. Ồ, cool ngầu. Thỉnh thoảng mình sẽ tháo một cái ra để mình mặc với vest chẳng hạn, thì mình sẽ thích tháo một cái ra, bởi vì hai cái thì trông nó sẽ hợp với kiểu mình nghĩ là mình sẽ hợp với kiểu quần jean hơn. Còn nếu mà mình mặc quần Âu mình đi vest thì chắc mình tháo một cái đôi, mình sẽ tháo một cái ra để cho nó hợp lý hơn ấy. Ê, không biết mọi người nhìn được không ta, phần dây nó sẽ là có cái cữ chùn đây này, để khi mà mình kéo co giãn nó không bị đứt. Đấy, thiết kế cũng rất là tỉ mỉ từng chi tiết một. Vậy là chúng ta đã có hai phối màu rất là nổi bật, rất là street, rất là mang phong cách hip hop party các thứ đúng không? Chúng ta có phối đồ da đấy, để anh em nếu mà anh em có áo da, anh em có đồ da các thứ, anh em thích đồng bộ cả áo và giày, chúng ta có một cái đôi giày nó basic hơn một chút như thế này cũng rất là hay. Vậy thì theo truyền thống thì chúng ta nên có thêm một sản phẩm outstanding nữa. Thì sản phẩm outstanding nó sẽ trông như thế nào? Thì đây chính là một cái sản phẩm nó outstanding luôn, tức là nổi bật hoàn toàn so với những đôi giày còn lại. Đó chính là một cái đôi giày da vân chăn. À, đấy, anh em phải Oscar. Wow, nhìn thớ da này rất là đẹp. Rồi, thì cái đôi giày này nó khác biệt gì với so với những cái đôi giày kia? Nó vẫn sẽ là da bò thôi, nhưng mà cái da của nó sẽ được làm theo cái dạng vân chăn. Da vân chăn thì khác da vân rắn ở cái là da vân rắn thì nó sẽ kiểu nó từng cái thớ nó bé bé như này thôi nhé. Nhưng mà da vân chăn ấy, thì nó sẽ có những cái phần thớ nó to hẳn như này này. Đấy. Thế thật ra nó không phải vân rắn đâu nhé. Mọi người cứ hỏi đấy có phải vân rắn không thì đây là vân chăn, da chăn đen, đen xì. À, con này thì khác biệt so với những con còn lại là nó có cái sợi xích của nó là được mạ đen hẳn luôn. Rất là hút mắt, rất là kiểu gọi là old black ấy. Cái phần dây của nó còn tối hơn nữa cơ. Đại khái là một con này một con cực kỳ chìm. Đấy, nó không muốn làm nổi bật quá. Đúng là nổi bật một cách hơi âm thầm một tí. Bản thân những con này thì đúng là ăn chơi thì chơi thôi. Anh em nào thích kiểu style hơi bò sát, hơi kiểu nam tính thì có thể thích cái kiểu này. Rất là nổi bật đúng không? Đi đến những cái bữa tiệc hoặc là những cái sự kiện quan trọng thì chúng ta cần nhất là cái sự gọi là chú ý và gọi là cái sự nổi bật lên hẳn những sự kiện các thứ ấy đúng không? Thế thì những cái đôi giày này là những cái item không thể nào mà bỏ qua được rồi. Đấy, đi chơi các em gái mà đi con hàng ngày cũng đen đẹp đấy nhỉ. Vậy thì đây chính là những cái dòng giày nó phong cách kiểu ăn chơi, party, street style. Mình không định đánh mạnh vào cái sản phẩm này là rất là ít quảng cáo, nhưng mà có vẻ như anh em cũng rất là thích những cái sản phẩm như thế này, bởi vì nhìn nó khác hẳn luôn đúng không? Nó kiểu nó vừa hơi người lớn một tí mà nó lại vừa hơi nghịch một tí. Cái đôi giày rất là thích hợp cho anh em, gọi là chưa có một dòng giày nào mà kiểu nó đủ nổi bật ấy, thì hãy thử những cái dòng sản phẩm như thế này nhé. Đấy, hầu như là khá là ít đụng hàng, và kiểu anh em mà chơi lên thì hầu như mọi người sẽ hỏi mua anh em mua ở đâu đấy,
Yeah, cái cảm giác mà kiểu khi mà mình có một sản phẩm ấy mà có người khác nhìn ấy, hoặc là người ta phải nhìn theo mình, hoặc là người ta chạy đến người ta bắt chuyện là ôi anh có cái sản phẩm đẹp thế, không biết anh mua ở đâu, em muốn mua cái sản phẩm y hệt. Ừ, cảm giác đấy tuyệt vời thật, cảm giác đấy mình thích, sướng phết đấy. Đã mua đôi này kiểu gì chúng ta cũng phải có một cái tí thẩm mỹ, và chúng ta cũng thích cái sự gọi là hơi kiểu flex flex tí ấy, đúng không? Nên cái cảm giác mà được hỏi là mua đôi giày này mua ở đâu, hoặc là kiểu mình đi qua người ta cứ nhìn ấy, nó cũng rất là hay. Thỉnh thoảng đôi khi mình không thích người ta nhìn đâu, nhưng mà thỉnh thoảng mình lại thích người ta nhìn như thế, đúng không? Rồi, vậy thì tất cả đôi giày này sẽ được áp mã giảm giá. Cho những người follow kênh thì mình sẽ có code giảm giá những đôi giày này. Em phải đặt hàng qua cái web ở dưới description. Nếu mà nó hơi bị lỗi thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho mình trên fanpage Facebook của Chelsea Woman VN, hoặc là trên IG của mình thì mình cũng sẽ áp giá y chang thôi. Rồi, cảm ơn anh em. Chúc anh em gọi là tìm được một cái màu chân ái cho mình nhé. Ngoài những cái màu này ra thì mình cũng có rất nhiều những cái màu khác, ví dụ màu nâu đất, tức là nó tối hơn rồi, nâu kaki, màu ô liu, màu trắng, hầu như là các màu mình đều có thể custom được tùy theo yêu cầu của mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu gọi là thật là nổi bật và kiểu một cái sản phẩm không hề giống ai nhé, dây này có thể là màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng đấy, tùy anh em muốn custom như thế nào thì anh em cứ inbox riêng cho mình thì mình có thể nhận những cái sản phẩm gọi là không đụng hàng luôn. Ok rồi, ok, các mọi người, chúc mọi người tìm được một sản phẩm gọi là phù hợp bản thân và luôn luôn mặc đẹp nha. Bye bye.